Mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video. Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Hôm nay em đến cái vườn Musikin ở tại miền Tây, D197. Hôm nay đây là những cái cử trái mà gọi là cây dao thứ hai, và cái cây sầu riêng này là đang thu cái mùa đầu tiên, có nghĩa là mùa bói. Mà con thấy là cái cây nó cũng còn nhỏ, và số lượng là hiện tại là đang hái ở đây là những cái dao thứ hai. Và trái Musikin thì nó không có to nha bà con nha, trái nào to nhất thì cỡ đây thôi, còn mà dừa đây là trung bình đó, nó to, đây là trung bình, đây trung bình này đó. Còn những cái trái mà gọi là trung bình yếu nhỏ hơn thì đây nha bà con nha. Thì cái vườn Musikin này nó cũng có một cái nhược điểm là hiện tại là cái cây nó cũng đang là cái mùa bói. Cái này hồi bữa xịt cái gì mà nó xanh nó giống đâu, hôm nay không có xịt gì. Không xịt gì phải không, tự nó rong rêu ha anh. Tự nó rong rêu quá. Quay trở lại cái vấn đề là chúng ta đi tham quan cái vườn Musikin, thì thực ra thì bà con cũng biết rằng là Musikin á, hiện tại nó phủ cái độ sống nó không có nhiều, cái độ rộng phủ sống của nó không có nhiều, nên là chúng ta có bao nhiêu là chúng ta thu hoạch bao nhiêu. Thôi bây giờ bà con đi theo cái chân của mình để chúng ta cầm cái dao, nếu mà có trái chín thì chúng ta sẽ hái luôn cho bà con coi. Cây này hái hết rồi, mới hái này, để xuống đây. Bên này không có, bên này không có trái nào thơm thảo hết. Rồi chúng ta sẽ cầm cái dao chúng ta đi đi vào bên này. Hái vừa rồi là hái cũng một số lượng cũng khá là nhiều ở ngoài kia rồi. Đây bên này là có mấy anh em bên siêu thị cây giống Willow Farm, thì hôm nay là mấy anh em cũng đi trên một cái chuyến xe để tới vườn Musikin này. Đó. Có trái nào chín không anh? Hả? Có trái nào chín không? Hồi nãy có khui ra một trái hay gì mà khui trái đã nha. Rồi quay cho bà con coi này. Đây là đây. Hôm mới đi ngang qua thùng phức cái ta. Đây nè. Đâu, đây đây bà con. Ok. Đây lại. Đây chúng ta lại đây cho. Rậu rớt xong. Miếng ăn là miếng trời cho. Đây quý bà con, chúng ta ăn thử cái Musikin tại vườn, mà trước khi ăn thì cho thằng quay phim miếng cho em để nó quay xấu bà con lên TikTok và còn la nó nữa. Đây ăn đi ha, đó đưa cho nó một miếng nha bà con. Cái nào đây bà con, để mình test cái Musikin tại vườn như thế nào. Nó bị mùi sầu riêng. Cái độ ngon của nó có cái kết cấu mà mình diễn tả nó ăn ngon hơn cả thằng rỉ sáu với thằng thái, mà không biết diễn tả làm sao. Béo. Nó có độ béo vừa phải, chứ không phải nó béo như thằng thái. Nó ngọt. Cái độ ngọt nó có độ ngọt mà ngọt đậm. Là ngon. Ngon. Nếu còn diễn tả làm sao không biết diễn tả. Nếu mà không diễn tả mà con mua về ăn thử. Cái này cái này không biết diễn tả nó ngon làm sao hết á. Đưa thiệt chứ con luôn, cái này không biết diễn tả làm sao hết. Thôi sẵn đi, từ sáng tới giờ cho nó quay phim miếng nữa bà con. Đây, quay sát sát cho bà con coi. Màu đẹp không? Cái màu lên đẹp. Ăn cho mập mạc ơi. Làm cục ngớm. Đây còn miếng nữa nè. Để tách cái độ cơm ra cho bà con coi. Ô cái hột cực kỳ nhỏ ha. Hột nhỏ ghê luôn á. Ô cái hột nhỏ chứ. Rồi hột nhỏ xíu xíu à. Ngon. Còn nữa ăn đi. Xem qua phim ăn bà con. Anh ơi, anh ra hết đi. Rồi tiếp tục chúng ta đi. Hình như hết rồi, qua quà kia hết rồi. Quà kia hai hết rồi. Cái này là sầu riêng nó cử đầu, đầu vụ, đầu mùa. Thì ăn hết đi, em ăn hết đi, anh không ăn nữa. Đi chúng ta sẽ đi tiếp tục. Hôm nay là cái cử cuối cùng mà để hái cái sầu riêng hết rồi.
cái tính chất của cái sầu riêng Boskin đó là cơm nó khá là vàng, cơm nó vàng, mà cái vườn này là nó có một cái điểm sai á. Sai ở đây là bộ lá chủ vườn giữ nó không có được được tươi lắm. Này chúng ta quan sát này, đây này, nào, này quan sát này, bộ lá này, cái bộ lá thấy không, rong rêu nó bám, rêu bám quá trời quá đất luôn. Cái này trong cái giai đoạn mà chăm sóc nó không có xịt xịt rong xịt rêu đi, để rong rêu khá là nhiều. À, chúng ta đi quan sát rầy nó đánh rồi, lá bị cháy lá. Các con thấy cháy lá không? Này, lá bị cháy này. Còn ngoài kia không chú? Còn ha. Còn có con giỏ nữa. Bữa nay mình hái hết vườn luôn ha. À, hết luôn. Bữa nay hết luôn rồi. Rồi quay trở lại vấn đề sau khi thu hoạch thì bà con cần làm gì? Cái này là chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là cái bộ lá này chúng ta phải rửa rong rêu nó ở trong thân bà con này. Sau khi thu hoạch xong, bà con ở trong thân bà con rửa rong rêu giùm em ha. Xong rồi bắt đầu á, sau khi rửa rong chúng ta sẽ bắt đầu làm cái giai đoạn là chúng ta đi phân bộ siêu phục hồi để chúng ta phục hồi lại. Mà trước khi đi phục hồi á, nếu mà chúng ta cảm thấy cái vườn của chúng ta mà nó đang bị nghẹt đất, mà đang bị dễ đất như thế này, thì bà con nên xới cái đất một chút xíu. Bà con xới cái đất một chút xíu lên, xong rồi bà con tưới thằng sấm diệt tiếng trùng ở trên, bà con phun siêu giáp. Thì hai cử, mỗi cử cách nhau là 3 ngày. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta tiếp tục và đưa cái 3 ngày sau đến 5 ngày sau thì chúng ta đưa cái bộ phân siêu phục hồi vào, thì cây nó sẽ bắn cơ đọt qua. Và sau khi mà nó bắn cơ đọt thì bắn được 2 cơ đọt thì chúng ta sẽ bắt đầu yên tâm là cây chúng ta nó khỏe mạnh, là chuẩn bị chúng ta tiếp tục vào cái giai đoạn tiếp theo, đó là làm bông cho nó. Một năm thì ăn có một vụ thôi, nhưng cái quan trọng của chúng ta là những cái cây, cái bộ lá này như thế này này, cái giai đoạn mà sau khi mà chúng ta thu hoạch đó là gần như là nó bị sao bà con, gần như là nó bị yếu sức và nó mất đi những cái tầng lá. Thì một cái trái sầu riêng mà để được nuôi được một trái sầu riêng á, thì chúng ta mất khoảng là 390 lá. Đây là những hai chú cháu ha đang khiêng cái cử cuối của sầu riêng thu hoạch ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ vào đây trong vườn để chúng ta coi, ở vào trong nhà để chúng ta coi cân là hôm nay được bao nhiêu ký. Và chúng ta quay lại câu chuyện chúng ta cần nói ngày hôm nay là sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ tưới nấm bệnh, chúng ta xới đất, chúng ta tưới thằng sấm diệt tiên trùng ở trên, chúng ta phun siêu áo giáp, chúng ta làm liên tục hai cử như vậy, có nghĩa là mỗi cử cách nhau 3 ngày. Và 5 ngày sau chúng ta sẽ tưới cái bộ phân siêu phục hồi. Thì cái bộ phân siêu phục hồi chúng ta tưới quanh tán lá, chúng ta tưới ở quanh tán lá này để cho bộ rễ nó hấp thụ nó ăn. Còn khi mà chúng ta tiêu diệt nấm bệnh, trừ nấm bệnh, phòng ngừa nấm bệnh thì chúng ta xịt trong thân nha bà con nha. Bà con thấy xanh lét xanh lơ không? Chúng ta xịt trong thân mà chúng ta rửa từ ở trong mô chúng ta rửa ra, và ở trong ở ngoài này chúng ta xới đất lên cho nó tươi xốp để cho nó dễ mà đưa cái lượng thuốc, lượng phân xuống ở dưới. Rồi. Đây là anh Cường đây bà con. Hello, chào tất cả mọi người nha. Đây anh Cường này. Cameraman mà bà con coi lên TikTok là bà con đòi đuổi nó này. Thằng cameraman này đuổi nó đây bà con. Hôm nay em đuổi nó vô vườn nha bà con. Đó. Ngon, nó ăn sầu riêng không? Được không? Ngon không? Nói chung là ngon. Rồi, cầm cái dao. Cắm cái dao đó bà con, thấy không? Rồi, một cái video vui vui nha bà con. Và chúng ta sẽ đi vào ở bên trong coi thử căn ký như thế nào, hay là đang ra sao. Rồi chúng ta quan sát rồi, đây đẩy nó ra, đây có cảm nhận gì nói bà con nghe coi. Đây coi. Xin chào bà con, nói chung là sầu riêng ở đây rất là ngon, nói chung mình mua ăn gì mới diễn tả được chứ còn diễn tả là khó mà diễn tả lắm. Đây những cái trái sầu riêng Muskin đã hái để vào đây. Đây nè con. Bữa bán cho khách ngoài kia nó mua được nhiêu ký con? Bán sầu riêng chín đó hả? Dạ. Cũng để bằng giá cũng quanh mua nè. À cũng để bằng giá luôn ha. Rồi chúng ta còn mấy cái giỏ kia nữa. Chúng ta sẽ đi vào bên này, vào bên trong. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục. Đây, trái sầu riêng Muskin. Bà con nhìn thấy này, nó có sao 5 cánh. Đây, đem bờ lên. Bờ đây. Đây là D... 197 hả? 197. Đấy, cái đít nó đó, thấy bà con không? Ý như là
ngôi sao á, nó có ngôi sao 5 cánh. Cái trái nó tròn đều đẹp. Ừ. Đẹp không? Đẹp. Được phải không? Cỡ ăn nữa mới ngon nữa ha. Cỡ Ngọc Trinh không có ví. Cỡ Ngọc Trinh không có ví. Tại hôm nay là chúng ta đi thu hoạch sầu riêng Musikin. Ta đi vào bên trong. Thơm ngon mời ba anh.